cái kinh phí để mình đảm bảo cái cuộc sống gia đình mình. Thế thì nếu mà chuyển sang trồng rừng có lớn thì em có đề xuất cái chính sách gì không? Em có muốn mong muốn gì? Em mong muốn gì? Cơ bản là nếu được hỗ trợ cho người trồng rừng trong cái thời gian mà kéo dài đấy thì tốt nhất, bởi vì là cái này nó sắp cực quá mà cái thu nhập của người lao động nó sẽ không được thu ngay thì nó sẽ thiếu cái kinh phí cho hàng ngày rồi chi phí rác, cái chi phí đầu tư. Đúng rồi, thế thì còn ngoài ra ngoài cái chuyện là hỗ trợ rồi trong thời gian kéo dài thì về chẳng hạn như là về có thể có những cái chính sách để bảo hiểm ấy, để giúp để thực hiện cái bảo hiểm rừng trồng ấy, để cho để nếu mà chẳng hạn như có cái thiệt hại gì xảy ra thì sẽ được bảo hiểm tham gia vào, nó giúp mình nó đỡ cái giảm cái thiệt hại của mình xuống ấy, thì em thế nào, em có tham gia không? Cái này thì thực ra chúng em cũng nhiều lần nghiên cứu để muốn làm cái bảo hiểm về rừng, nhưng thực ra cái chính sách về bảo hiểm về rừng nó khó khăn quá, nó chặt chẽ quá, cái đấy nó rất là khó cho chúng em để thực hiện. Cái chính sách nó về cái bảo hiểm về rừng này nó khó quá, khó khăn trong vấn đề mình thực hiện. Thế nhưng mà không, mình cũng là một loại cây trồng trong các cái đối tượng được bảo hiểm mà, thì mình cứ được rồi thôi, cái đấy thì đương nhiên là chính là cái trách nhiệm của cơ quan quản lý, nó sẽ quan tâm xem là sẽ áp dụng cái chính sách như thế nào,